Xin chào mọi người đã quay trở lại với Gotech 360. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tải TikTok Trung Quốc về điện thoại iPhone nhé. Đầu tiên, chúng ta cần vào cài đặt để chuyển ID của chúng ta sang Trung Quốc. Phần này chúng ta điền đại cũng được. Xong chúng ta vào lại App Store nhập TikTok trên thanh tìm kiếm để tải app về. Chờ một lát nhé. Và đây là thành quả. Tải xong các bạn nhớ vào phần cài đặt trở lại ID về Việt Nam nha. Chúc các bạn thành công!